hồi hướng sau khi lễ Phật tụng kinh, làm những việc công đức, làm phước. Khi hồi hướng, chúng ta quỳ chắp hai tay lại, một lòng thành kính, chậm rãi và đọc thật rõ ràng. Công đức ngày hôm nay, trước hết, con xin cúng dường lên mười phương chư Phật. Con xin hồi hướng cho tất cả chư thiên, thổ thần, các vị thiên long hộ pháp, các vị phi nhân. Con xin hồi hướng phước báu cho tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, đặc biệt là ở cõi Ta Bà này. Con xin hồi hướng phước báu cho tất cả những phong hồn, âm binh, những người khuất mặt, những hương hồn, hương linh, các loài ngạ quỷ được siêu thoát về cảnh giới an lành. Con xin hồi hướng phước báu cho tất cả những oan gia trái chủ của con, nhiều đời nhiều kiếp và cả trong đời này, được siêu thoát về cảnh giới an lành, sớm trở thành vị Phật trong đời vị lai. Và con xin hồi hướng phước báu cho những lời đại nguyện của con, nguyện cho con phước báu trổ đời này, cho con loại trừ hết tất cả pháp bất thiện, cho con tăng phước Phật, trí huệ. Nếu con được tái sanh vào làm người hay chư thiên, nguyện cho con và tất cả ông bà cha mẹ, vợ con họ hàng, xóm làng, cùng các vị thầy, tổ sư, các bậc thiện tri thức, lại được ở gần nhau để hỗ trợ nhau tu tập đến ngày thành chánh quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.